Rồi, xin kính chào tất cả quý vị nhá. Quay lại kênh của Thái Phát. Hôm nay tôi lại tiếp tục lên cái cây hàng mini này nhá. Đó, tôi cũng vào dây sơ sơ bằng nước rồi. Đây, cây này thì nó nhỏ thôi, nó nhỏ nhỏ như ngón tay thôi, thì nó không không có to, nhưng mà được cái củ nó nằm dưới này này, cái củ với lại nhìn cái thân nó, nhìn nó có độ lắc, nó nhìn nó cũng cũng hợp lý. Chỉ có 150k thôi, bao ship nhá. Đó, thì mọi người có nhu cầu lấy thì cứ kết bạn mã số 1 này. 150k. Đấy, cái này về thay cái chậu đi là chơi là đẹp rồi. Do cái này nó nhỏ thôi, nó nhỏ như ngón tay thôi chứ nó không có to. Đây mọi người thấy không? Cây nó nhỏ thôi nhưng mà giá trị nó cũng được. 150k tôi bao ship nhá. Đó. Cây mã số 1 nhá. 150k rồi tôi xuống hàng. Số 2. Đây. Mã số 2 cũng cái củ nó cũng nằm ở dưới này này, nó chìm dưới này nhưng mà nhìn đẹp lắm, cái củ cái cây nó được cái củ đó thì tôi cũng đã vào dây ok rồi đó, nó cũng 150k tôi vào dây. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó lại nghệ thuật nó cũng cao. Nên mọi người về là lúc đấy nâng lên, bây giờ tôi để vậy thôi chứ về mọi người nâng nó lên. Đây, nó nhỏ thôi chứ nó không có to. 150k một cây tôi bao ship nhá. Đó thì chơi mini để bàn rồi. Nói chung là tôi bán lẻ, cho nên nếu mà mọi người mà mua mua cứ 2 3 cặp một thì tôi sẽ giảm đi. Mã số 2 này là cũng 150k nhá. Đó. Hợp lý cho mọi người, nên trời này nó hơi tối nên là quay nó không được nét, thì mọi người cứ kết bạn Zalo rồi mai ban ngày tôi quay lại cho nó rõ ràng hơn. Tại nên giờ nó tối quá. Đó, đây này. Cái cây nó nhìn nó cũng cái củ nó nhìn nó cũng có duyên lắm. Đó. Củ nó cũng hợp lý. Tôi vào một nước dây rồi. Đó 150k tôi bao ship nhá. Đó hợp lý cho mọi người chơi, nó bé nhá, cái củ nó cuồn cuộn dưới nhìn cũng hợp lý lắm. Đó mọi người nhìn kỹ. Đó. Đó 150k. Rồi mã số 2 nhá, 150k tôi bao ship cho mọi người. Thì mọi người ủng hộ, còn hàng thì nó nhiều nhưng mà nó bình một số nó phôi. Thì mọi người cứ mua, thì nếu mà mua phôi thì kết bạn này tôi gửi phôi cho. Đó, 150k phôi thì nó rẻ thôi hơn. Như cái này nó nhỏ nhưng mà cái hồng ngọc mai nó nhỏ nhưng mà cái nghệ thuật nó cũng gọi là được rồi. Vào một nước dây này về là cứ mọi người cứ nuôi nuôi cho nó rộng ra thôi. Rồi mã số 2 cũng 150k nhá. Rồi mã số 3 đây. Đây thì nó có cái chậu này cũng bằng tiền nhưng mà cái này thì cái thế thì nó đang gọi là như kiểu là ôm nhau này, cái này kiểu ôm nhau đấy. Đấy, thế này là đây là cái đùi này là ôm vào cái cô này. Nó kiểu đang ấy đấy, bà này ngả ra đây chỗ này này, chỗ này là đang kiểu là, cái này là cái tay quặp và ôm đấy kiểu ấy đấy. Đấy cái này là cũng 150k tôi bao ship nhá. Đó cây này nó nhỏ thôi, nói cứ nói thật là mọi người cứ so sánh trước khi mua. Còn cái dòng phôi thì đây mọi người thấy không, có thể nó rất là to nhưng mà nó lại nghệ thuật nó lại nhiều khi được mọi người không thích. Thì đấy cái này có 120k thôi nhưng mà cái kia nó 150k. Nên là mọi người thích lấy cái loại phôi này thì mà kết bạn Zalo thì tôi sẽ gửi phôi. Phôi thì nó nhiều lắm. Đó thì cái rằng nó bé nhưng mà mọi người so sánh trước khi mua nhá. Nó rất là bé nhưng mà cái dòng nghệ thuật này thì nên là tôi để giá nó này 150k tôi bao ship mà thì cũng hợp lý thôi, tại cái này nó mất mấy chục ngàn rồi tiền ship nữa. Thì cây nó cũng không còn bao nhiêu tiền đâu, nó chỉ có khoảng mấy chục ngàn thôi. Nên mọi người về chơi như này là cứ vậy, về là mình đắp lại cái rêu vào trong cái chỗ rêu trong này này, mọi người đắp nó lại một tí chơi cho nó hợp lý đó. Thì có 150k thôi cho mã số 3. Hôm nay tôi có 4 cây, còn một số cái hàng thì nó nhiều nhưng mà chủ yếu là hàng phôi tôi đang nuôi, mai mốt tôi vào tay thì tôi sẽ bán cho mọi người. Rồi mã số 3 này nhá, cũng 150k. Rồi mã số 4. Đây. Mã số 4 nhìn cái hoa nó cũng đang ra đây này, mọi người thấy này. Đó. Hoa nó ra này, nhìn cũng cũng có duyên lắm, nhìn cũng được. Đấy. Nhìn nó cũng cũng có duyên. Nói chung là cũng 150k. Đó. Nó cũng to và nó cũng nhỏ thôi, nó không có to. Nhưng mà như này là cũng hợp lý rồi, nó cũng bằng ngón tay thôi chứ nó không có to. Nhưng mà tôi bao ship mà. Đó, 150k thì mọi người lấy yên ra tôi lấy thêm một cây nữa.
150k mà có một cái cây hồng ngọc mai này này là nó đang có cái nụ hoa hết rồi này. Đó mọi người thấy này, nụ với lại tàn tán là tôi cũng vào dây rồi. Về là mọi người chỉ có việc là thay cái chậu thôi. Thay cái chậu là mọi người thích cho nó nghiêng ra thì trồng cho nó nghiêng ra. Mọi người thích cho nó có hơi có cái độ đứng như này tí thì mọi người trồng trồng sao cho nó, cho mỗi người nó có cái cách trồng của mỗi người thôi. Còn trước mắt thì tôi cứ trồng như này. Đó, về thì mọi người thích thay cái trồng mới lại, trồng nuôi nó lại. Nhìn nó quái quái cây thôi chứ còn đó chỉ 150k tôi bao ship nhá. Còn mọi người lấy cứ lấy ví dụ lấy cặp thì tôi sẽ giảm dần xuống cho mọi người. Tại đằng nào một cái công đóng thùng với công ship đấy. Nên là mọi người cứ lấy một cặp thì bớt cho mấy chục ngàn không có lo. Rồi, cái cặp này là cặp cuối cùng. Cặp này nó cuối cùng nó hơi to. Để xa cái điện thoại ra một tí. Đó. Đây, cái cặp này là nó là một thân một cốt. Nó lùn lực. Đó. Để xa xa ra một tí cho mọi người xem. Đó, thì nhìn nó cái hết được cái cây. Nó tối rồi tối nên là để nó khó. Đây, và nắn lại một tí. Nắn nó lại một tí nhìn nó. Nói chung cứ trước khi tôi đóng thùng thì nó tôi sẽ cũng 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 phải phải ấy lại, cũng phải nắn những cái tàn này cho nó gọn lại một chút xíu. Cái cây này là 300k tôi bao ship nhá. Cây này là một thân một cốt, nó một thân một cốt là chơi cái thế lùn lực mà cái đế nó sắp rồi, cái đế nó sắp đây này. Người thấy cái đế nó sắp đây này. Đó. Thì cây thì nó cũng nhỏ thôi, nó không có to, này nó cũng chỉ mỉnh hơn ngón tay cái thôi, chút xíu thôi, 300k tôi bao ship nhá. Thì mọi người cứ điện thoại rồi là bảo lấy mã số nào là tôi cái này là mã số 5 chứ chưa ghi đâu được cái viết đây. Tôi ghi viết tôi ghi cái mã số 5 ở đây cho dễ nhớ đúng không? Đây, cái mã số 5 này nha. Bóp Đấy. Mã số 5 đó, để dễ nhớ. Rồi, là 300k cái bao ship cho mọi người nhá. Rồi video đây là kết thúc nhá. Mọi người nhớ đăng ký để nhận được cái video tiếp theo. Tiếp theo là tôi sẽ lên một cái lô hàng nó to nó khủng. Nhưng mà tôi mới đang phôi bây giờ chuẩn bị để tôi vào dây. Thì lúc đó là tôi sẽ bán cho mọi người hàng to khủng luôn. Đó, còn mà mai tôi sẽ quay cái hàng khủng ấy cho mọi người sắp xếp thì mọi người cứ đăng ký là thích mua loại to hoặc loại nhỏ hơn này cũng có. Loại nhỏ hơn này thì nó lại có 150 thôi. Nó còn nhiều nhưng mà tôi xả tàn lại tôi côn lại nên là nó hàng nó nhỏ lại nên tôi chưa có quay được. Ngày mai tôi quay thì mọi người đón xem nhá. Rồi, chân thành cảm ơn mọi người nhá. Mọi người thấy hợp lý thì mua ủng hộ, còn mọi người mà không mua thì ai có nhu cầu thì mọi người chia sẻ cho người nào mà có nhu cầu mà muốn mua ấy thì kính mong mọi người thương tình ủng hộ thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi ai mà thấy hợp lý hợp nhãn những cái cây nào mà nó hợp lý thì mọi người cứ mua. Cây thì cái hồng ngọc mai này nó rất là lâu lớn nên là những cái cây nó không có to đâu. Nói chung có những cái cây to nhưng chỉ giờ nó chỉ là như kiểu là tôi cũng đang nuôi phôi thôi, còn một cái số tôi đang nuôi để mai mốt thì nó hợp lý ra thì tôi sẽ đăng lên cho mọi người. Còn cái trước mắt bây giờ tôi cũng đang nuôi hàng thì nó còn nhiều lắm nên mọi người cứ đăng ký để nhận được cái video tiếp theo nhá. Rồi chân thành cảm ơn mọi người nhá.